Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh tin mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang hết sức rối ren. Đây là một sự thật chứ không phải là một tin không chính xác. Bởi vì rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như tờ báo của Trung Quốc trong những tháng này vừa qua đưa tin về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc. Hiện tại thì Trung Quốc đang tiếp tục gánh chịu những trận mưa to đến rất to ở các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, An Huy, gây ngập lụt ở khắp mọi nơi. Tất cả những nơi được cho là đẹp nhất của Trung Quốc đang bị ngập sâu từ 2 tới 3 mét. Những ngôi nhà cao tầng rất đẹp trước đây bây giờ chỉ còn cái nóc. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng là bút ruột, nhưng họ không biết phải làm sao bởi vì mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Bởi vì trong những tháng ngày vừa qua, chính quyền ông Tập đã đem quân đi xâm chiếm Biển Đông, đi gây gổ, đánh nhau với cả các nước láng giềng. Đây chính là tội lỗi mà Trung Quốc bây giờ phải đền tội bằng cách thiên nhiên ra tay trừng trị, chứ không có một nước nào dám động vào Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, chính quyền của Bắc Kinh là một trong những chính quyền rất liều lĩnh. Họ bất chấp cả luật pháp quốc tế, bất chấp cả Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc để đem tàu chiến, đem giàn khoan đi ra khai thác dầu khí trái phép ở ngoài Biển Đông. Ngoài ra, họ còn cho tiến hành xây 7 hòn đảo phi pháp để đặt các căn cứ quân sự hòng thôn tính vùng biển này về cho Bắc Kinh. Đây chính là những bước đi ban đầu mà chính quyền ông Tập Cận Bình định xây dựng cho Trung Quốc đại lục trước khi trở thành siêu cường của thế giới, vượt qua cả Mỹ và Nga. Kính thưa quý vị, mặc dù đã trải qua hơn 100 ngày mưa to gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, thì con đập lớn nhất của phía Trung Quốc mang tên Tam Hiệp vẫn chưa bị vỡ. Nhưng hiện tại, mực nước tại hồ chứa con đập này đã vượt mức báo động đỏ lên tới 10 tỷ mét khối nước. Người ta cho biết đập Tam Hiệp đang xả lũ tới 19 cửa xả trong tổng số 30 cửa xả. Tất cả các vùng hạ lưu trên sông Dương Tử đang bị nhấn chìm. Các chuyên gia nhận định trong 2 ngày tới, đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục phải mở thêm 3 đến 4 cửa xả nữa bởi vì mưa lũ vẫn đang tiếp tục đổ dồn từ thượng nguồn sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mekong. Đặc biệt là con sông Mekong được cho là phía Trung Quốc đang tàn phá con sông này bởi vì theo một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình trong những ngày vừa qua đã phê duyệt 8 dự án xây dựng đập chắn ngang con sông Mekong, một trong những con sông được cho là lớn nhất ở khu vực châu Á. Nó đang chảy qua 10 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn cung cấp tiền cho chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia xây dựng 14 con đập chắn ngang con sông Mekong. Quý vị cứ thử hình dung mà xem, một con sông có quá nhiều con đập chắn ngang thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng chảy, dòng nước của nó như thế nào. Qua đây, chúng ta có thể hình dung rằng người đứng đầu chính phủ Trung Quốc ông Tập Cận Bình có những âm mưu và nham hiểm như thế nào. Ông ta không chỉ xâm chiếm vùng Biển Đông, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, mà ông ta còn cướp ngay các dòng sông chảy qua nhiều nước như sông Mekong và sông Hồng cũng như là sông Hoàng Hà. Đây chính là tội ác mà ông ta phải trả giá khi mà mẹ thiên nhiên đứng tối cao, Đức Chúa Trời nổi dậy và nổi giận. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tiếp tục đón nhận một tin được cho là vô cùng đau buồn và đen tối. Hôm 25 tháng 7, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một tờ báo cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, tại tỉnh Vân Nam đang xuất hiện những trận mưa to đến rất to cùng lũ quét, vòi rồng và sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở khắp mọi nơi, đặc biệt là một khu du lịch nổi tiếng khét lẹt trên toàn thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi, cũng đang bị nhấn chìm bởi nước lũ. Hiện mưa lũ ở đây vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bởi vì theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết, tỉnh này đang xuất hiện những trận mưa dồn dập mà ở tỉnh Vân Nam, Hồ Bắc chuyển sang. Đây chính là lý do vì sao khu Phượng Hoàng Cổ Trấn vẫn chưa mở cửa trở lại để đón du khách. Người ta cho biết thiệt hại ban đầu không thể đong đếm được bằng tiền. Bởi vì khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn của phía Trung Quốc được cho là một nơi rất đẹp, có thiên nhiên hùng vĩ, cảnh tượng ở đây thì nên thơ. Tuy nhiên, trong những tháng ngày vừa qua, không có một người nào đến đây để du lịch bởi vì điện, đường, trường, trạm thì bị phong tỏa, sân bay, bến cảng thì bị cô lập. Mưa lũ nhấn chìm toàn bộ những ngôi nhà kiên cố được xây dựng hàng trăm năm ở đây. Các chuyên gia nghiên cứu về lịch sử, chính trị, văn hóa của Trung Quốc cho biết, Trung Quốc phải mất một thời gian khá dài để khôi phục lại khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn. Bởi vì trong những tháng ngày vừa qua, mưa lũ đã càn quét toàn bộ khu vực này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng
năm 2022 là một năm đại họa của chính quyền ông Tập Cận Bình, khi mà từ dịch bệnh COVID-19 tàn phá đến năm nay thì mưa lũ phong ba bão táp, những trận động đất vỡ đê, vỡ đập liên tục xuất hiện tại 28 tỉnh thành. Trung Quốc chỉ có 31 tỉnh thành, nhưng có tới 28 tỉnh thành đã bị vùi lấp. Thế nên, chúng ta có thể dễ dàng hình dung rằng đất nước của Trung Quốc đang gặp tai ương vạ gió như thế nào. Người ta cho biết đây chính là nhân quả báo ứng, mặt trời và đất đang ra tay trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Họ cho biết, những tháng còn lại của năm 2022, Trung Quốc còn tiếp tục đón nhận nhiều tin đen tối và đau buồn nữa. Họ cho biết có thể có một dịch bệnh còn kinh khủng hơn cả dịch bệnh COVID-19 sẽ xuất hiện tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc sau khi mưa lũ chấm dứt. Điều này được cho là đúng với quy luật của tự nhiên và tạo hóa, bởi vì sau những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, thì mực nước tại các con sông cũng như những vùng ngập lụt sẽ rút đi và để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề, đặc biệt là dịch bệnh. Kính thưa quý vị, mới đây thì mưa lũ dữ dội đã càn quét ở Hà Nam, khiến hơn 350 người chết và mất tích. Chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết lũ lụt do mưa lớn tại tỉnh miền Trung của Trung Quốc này đã cướp đi sinh mạng của 302 người và 50 người khác vẫn đang mất tích. Tính đến nay, lũ lụt đã làm chết 302 người ở Hà Nam, trong khi đó 50 người khác vẫn mất tích. Tỉnh trưởng Hà Nam Quang Khai cho biết trong một tuyên bố. Thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trịnh Châu, nơi có 292 người chết và 47 người khác vẫn mất tích. Lũ lụt do mưa lớn đã xảy ra ở Trịnh Châu vào giữa tháng 7, khiến nhiều đường phố ngập lụt, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố chìm trong nước. Những hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm ngập nước đã gửi lời cầu cứu qua các đoạn video. Chính quyền địa phương cho biết 14 hành khách đã thiệt mạng. Một số thành phố lân cận quanh tỉnh Trịnh Châu cũng trải qua cơn lũ tương tự. Kính thưa quý vị, có một cái tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được, đó là tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Afghanistan. Hơn 100 nạn nhân thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Số nạn nhân tử vong vì lũ lụt trong tuần qua ở tỉnh Nuristan, miền đông Afghanistan đã tăng lên ít nhất 113 người, trong khi hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Trong vài ngày qua, mưa lớn đã gây ngập lụt ở huyện Khamdes thuộc tỉnh hẻo lánh Nuristan do Taliban kiểm soát, cách thủ đô Kabul khoảng 200 km về phía đông bắc. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được triển khai. Abdul Samad Jabri, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan, cho biết hơn 170 ngôi nhà đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn, ảnh hưởng đến khoảng 300 hộ gia đình. 34 người đã bị thương do ngập lụt, lở đất và con số này có thể tiếp tục tăng lên. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Afghanistan, lũ lụt cũng đã phá hủy một cây cầu lớn trong huyện Khamdes, khiến công tác hỗ trợ các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, nơi ở tạm thời và dịch vụ y tế cho các nạn nhân bị đình trệ. Ông Tamin Azumi, phát ngôn viên của Bộ Quản lý Thiên tai Afghanistan chia sẻ, thật không may vì khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Chúng tôi không thể cử các đội cứu hộ cấp tỉnh đến khu vực này. Tuy nhiên, các nhóm từ Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan đã đến khu vực này để đánh giá thiệt hại và triển khai những hoạt động hỗ trợ cần thiết. Nhân viên Liên Hợp Quốc cũng đang cố gắng tiếp cận khu vực này để cung cấp các hỗ trợ bao gồm cả nước sạch. Taliban đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ nông thôn rộng lớn và cửa khẩu biên giới quan trọng tại Afghanistan khi các lực lượng quân đội nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút quân khỏi Afghanistan và việc rút quân này hiện đã gần như được hoàn tất. Afghanistan thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, gây thiệt hại về nhà cửa, đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng công cộng. Hơn 150 người đã thiệt mạng ở 13 tỉnh của nước này do lũ quét. Theo đại diện Liên Hợp Quốc, sau nhiều thập kỷ xung đột, cùng với tình trạng suy thoái môi trường và chi phí đầu tư không đủ cho việc giảm thiểu rủi ro thiên tai, người dân Afghanistan ngày càng dễ bị tổn thương trước các thảm họa môi trường. Trung bình mỗi năm, thiên tai ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người trên toàn Afghanistan. Và cũng mới đây thì lũ lụt tàn phá nước Bỉ lần thứ hai trong hơn một tuần. Kính thưa quý vị, nước Bỉ đã phải hứng chịu lũ lụt lần thứ hai chỉ sau hơn một tuần. Các tỉnh Namur và Wallun-Brabant, đông nam Brussels là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại thành phố Dinan thuộc vùng Wallun, khu vực chủ yếu nói tiếng Pháp ở miền Nam, chiếm 55% diện tích và 33% dân số toàn nước Bỉ. Lượng mưa rất lớn đã cuốn trôi nhiều ô tô, khiến một lượng lớn xe hơi nằm ngổn ngang trong khắp thành phố. Phó thị trưởng thành phố Dinan, ông Robert Closet cho biết không có trường hợp tử vong hoặc bị thương nào được báo cáo. Nhưng tình trạng lũ lụt diễn ra tồi tệ hơn so với bão lũ vào tuần trước. Lực lượng nhân viên cứu hỏa địa phương đã được triển khai để giúp đỡ người dân. Ông Closet nói với hãng tin AP, tôi đã sống ở đây cả đời và chưa từng thấy tình trạng mưa lũ nghiêm trọng như vậy trước đây.
Chính quyền thành phố Liji, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vào tuần trước cho biết, nước trên các con sông dự kiến sẽ không tràn bờ đáng kể vào cuối tuần này và chưa cần phải sơ tán dân cư sinh sống ở khu vực thành phố. Hơn 210 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Tây Âu vào tuần trước, trong đó phần lớn các trường hợp thương vong diễn ra ở Bỉ và ở Đức. Chi phí khắc phục hậu quả của mưa lũ dự kiến lên tới hàng tỷ euro. Nhiều nhà khoa học cho rằng đợt mưa lũ nghiêm trọng nói trên là do hậu quả của biến đổi khí hậu và cảnh báo những trận bão lũ tương đương sẽ diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong tương lai. Do đó, các quốc gia sẽ phải thích ứng với điều kiện thời tiết cực đoan này, bao gồm việc kiểm tra lại các tính toán rủi ro lũ lụt, chuẩn bị tinh thần và các điều kiện phòng chống bão cho người dân và cải thiện hệ thống cảnh báo lũ lụt. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!